Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm chả giò rất là đơn giản nhưng mà ăn rất là giòn luôn nè. Nguyên liệu thì 200g tép, 200g thịt, 200g phơi môn, 4-5 tép tỏi và 5-6 tép hành ha các bạn, hành củ đó các bạn. Rồi giờ phơi môn thì chúng ta bào ra, còn thịt với tép thì chúng ta đem đi xay ha các bạn. Sau khi xay xong thì chúng ta đổ chung vô cái phơi môn nè. Rồi chúng ta đập vào đây hai trứng hột vịt nha các bạn. Hột vịt thì giúp cho cái nhân của mình nó giòn đó các bạn. Sau khi bỏ hột vịt vô thì chúng ta ướp vào đây một muỗng bột ngọt nha các bạn, muỗng cà phê được rồi, một muỗng cà phê muối với hai muỗng canh đường, ba muỗng canh bột mì nha các bạn. Tại vì cái này mình cuốn bánh tráng mình để muối nhiều nó sẽ mặn các bạn, mình chỉ để một tí muối thôi cho nó có hơi có vị mặn mặn thôi, còn đường với bột ngọt mình để hơi nhiều nhiều chút. Rồi sau khi mình trộn xong thì chúng ta chờ cho bột nở một chút xíu ha, rồi chúng ta mới đi cuốn nè. Lấy bánh tráng mặn cuốn, các bạn thử làm theo cách này đi, ăn rất là ngon luôn. Con mình nó rất là thích vì cuốn bằng cái da bò bía ăn rất là ngán các bạn. Bánh tráng này mình cuốn xong cái mình chiên nó rất là giòn. Rồi sau khi cuốn xong nè, giờ bắt cái chảo dầu lên, mình cắt ra khúc khúc mình chiên các bạn. Tùy theo sở thích gia đình mình cắt dài cắt ngắn gì đó thì tùy ha, mình cắt cục vừa vừa thôi. Đặng bỏ vô miệng nó vừa. Lúc chiên thì mình nhớ chở qua chở lại nha các bạn. Lửa vừa vừa thôi, không có mạnh quá cũng không có nhẹ quá, tại vì nhẹ quá nó sẽ rút dầu các bạn. Sau khi nó vàng vậy nè, mình vớt ra được rồi nè. Rồi tiếp tục mình chiên tới hết đi ha. Bánh mình rất là vàng, rất là giòn, để mình ăn thử các bạn coi. Rất là giòn luôn các bạn, rất là vừa ăn luôn, nó mặn mặn, ngọt ngọt. Cái này mình chấm với tương ớt chua ngọt, ăn rất là ngon luôn ha. Rồi các bạn thử làm cho gia đình mình ăn đi. Rất đơn giản, rất dễ làm, nhưng ăn rất là ngon luôn. Chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy hay hãy bấm like và đăng ký kênh mình để lần sau mình ra video mới các bạn là người nhìn thấy đầu tiên. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.